ba ngày ăn cơm lức mà xuống hết 2,1 kg rồi cả nhà. Đó, hôm đầu tiên thì là 45,55, sáng nay còn có 43 chấm mấy ta. Đó. Xuống nói chung là tương đương so với ăn sắn dây nhá. Khi mà mình ăn sắn dây với nước tương thì 3 ngày đầu cũng xuống hơn 2 kg và càng về sau thì xuống càng chậm. Và cái cơm lức này cũng vậy này. Mình ăn là ăn theo đúng cái hướng dẫn của thầy nhé. Là một chén này là mình ăn cả ngày mới hết luôn đấy. Là mỗi muỗng ăn một muỗng cà phê nhai trong vòng 30 phút mới được nuốt. Thì ngày đầu tiên là nhai được có 20 phút là cao nhất là nuốt rồi. Xong cái ngày thứ hai thì được 30 phút, ngày thứ ba cũng được 30 phút. Hôm nay là bước sang ngày thứ tư rồi nhé. À, hoàn toàn trong 3 ngày kia là mình không hề uống một giọt nước nào ạ. Thì cái ho của mình ấy, ho dai dẳng, ho khan của mình đã hết sạch, không còn ho lại một tiếng nào nữa, rất là hay luôn ấy. Đó, nên là khi mà mình ăn cơm lứt hoàn toàn á, để cân bằng cơ thể nó rất là hay cả nhà. Và mình có thấy nhiệt độ cơ thể mình nó có nóng lên nhé. Tức là thầy nói là khi mà mình ăn đúng á, mình không uống nước trong 4 ngày đầu á, để cho cái nhiệt độ cơ thể nó nóng lên, ở trong máu nó nóng lên là trên 38 độ, tầm 38 độ để nó diệt những cái vi khuẩn á. Tại vì những cái vi khuẩn là gây bệnh thì nó thường sống ở cái nhiệt độ là dưới 37 độ. Đó, còn trên 38 trở lên là nó sẽ có nguy cơ nó bị tiêu diệt. Trong cái thời gian ăn hiệu lực nó nóng lên tầm 38 độ để cho nó diệt những cái vi khuẩn gây bệnh nhé. Hết hôm nay là 4 ngày không hề uống một giọt nước nào nha, mà mình cũng không thấy khát nước một chút nào, chứng tỏ là mình đã ăn đúng cả nhà. Còn ví dụ như các bác mà ăn không đúng á, ăn sai là sẽ khi mà ăn cơm lức này mình ăn không đúng là nó sẽ rất là sót ruột, khô cổ và khát nước đó. Nên là mình chú ý cách ăn nhé, chú ý cách ăn sao cho nó chuẩn ạ. Mình cố gắng nhai được càng kỹ càng tốt để cho nước miếng nó ra đầy miệng, xong mình nuốt một lần chứ không được là nuốt chít chít một ít bột nha, để cho nó có cái kết quả cao á. Đó, thì cái phương thức mà ăn gạo lứt hoàn toàn giống như thầy chỉ á, là không muối mè, không tương tamari, mà mình chỉ có cho một chút xíu muối khi mà mình nấu cơm thôi, và mình chỉ ăn không như vậy nhé. Đó, ăn như vậy để mà cân bằng cơ thể hoàn toàn một cách nhanh nhất. Đó, thì cả nhà mình vì sức khỏe thì hãy cố gắng lên nhé. Nếu mà các nào chưa biết cách ăn cơm lức thì hãy xem video của em để mình có động lực thêm, mình cố gắng mình tập nhai để cho nó quen, việc nhai kỹ nó rất là tốt. Đó, cả nhà cố gắng lên nhé, cả nhà hãy cố gắng, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền đúng không?